Hình như chủ nhân gặp phải ác mộng, có phải vậy không? Tôi mơ thấy rất nhiều người đâm dao lên lưng mình. Bây giờ cơ thể đã ổn lại chưa? Cơ thể hả? Cô bé này, cô làm được rồi nè. Cô đã nhận ra tôi rồi, còn tìm thuốc cho tôi nữa. Robot không nhận ra được chủ nhân thì là robot bỏ đi. Bộ cô không sợ sao? Tôi là robot thì làm gì biết sợ chứ. Bộ cô không thấy giống yêu quái hả? Dù bề ngoài của chủ nhân có ra sao đi nữa thì cũng là chủ nhân của tôi. Đúng vậy đó, phải được như vậy chứ. Nè, tôi thấy cô được nhiều hơn so với con chó đó đó nha. Cô nhận ra được tôi là giỏi lắm luôn rồi đó. Cô có thể thấy tự hào về chuyện này. Anh ta khen sao mà giống như đang chửi mình vậy. Ôi trời ơi, thương quá đi. Ôi thương ghê vậy. Vậy thì tôi sẽ được anh nâng cấp lên chứ? Ừ, chuyện tất nhiên rồi. Từ hôm nay tôi sẽ gọi cô là bé đẹp nha. Nói lời thì phải giữ lấy lời đó nha. Ừ, không nuốt lời đâu. Bắp chân của anh có sao không vậy hả? Nè, đâm kim vào thì tôi làm được, nhưng mà rút kim ra thì nằm ngoài khả năng của tôi, thưa chủ nhân. Dai cũng vậy nữa. Cô, quỷ nâng cấp nha. Ê, cho rồi mà đòi lại, không phải là đức tính tốt đâu. Cái này, hả? Làm vậy mà nói là tốt sao? Gì? Anh bị dị ứng nặng quá cho nên phải làm như vậy thôi. Wow, giờ còn biết nói tránh nữa chứ. Anh bị dị ứng cái gì vậy hả? Đậu phộng, trứng gà, loại nào hả? Bí mật. Bạn bè mà còn bí mật thì xấu lắm đó. Cô tỉnh lại giùm tôi đi, giờ cô đang ở chế độ vận hành đó. Anh có cần chế độ bạn bè hay không? Chắc anh bây giờ rất cần bạn bè ha. Chắc phải mở đầu cô ta ra rồi nhờ sửa lại mạch điện mới được. Thôi đi đi, để tôi ngủ giấc cho khỏe. Dạ thưa chủ nhân. Chủ nhân ơi, bộ anh không thấy khó chịu ở mu bàn chân hay sao? Cái đó là do tôi bị trượt tay thôi à. Cô thiệt là dạ xin lỗi tiền bối. Không phải, giờ thì tôi cũng là đẳng cấp rồi kia mà. Mấy bé đẹp như tụi mình cũng sống vui vẻ với nhau đi nha. Cái gì mà né chứ. Bề ngoài của hộp đã bị dính vết bẩn rồi, cũng không thể mua lại lần nữa. Vậy mà giờ cô còn dám đòi tiền tôi nữa sao? Mình đúng là điên thiệt rồi mà. Tôi không cười trước mặt người khác vì tôi muốn ra vẻ đáng sợ để họ không làm tổn thương tôi được. Tôi mơ thấy rất nhiều người đâm dao lên lưng mình. Hình như anh ta đã từng bị đâm rất là đau đớn. Bị dị ứng cũng nặng quá chừng à. Rốt cuộc anh ta bị dị ứng với cái gì chứ? Cứ tưởng anh ta sống mà không biết ghen tị với một ai hết. Hóa ra anh ta cũng sống chẳng dễ dàng gì. Cởi đồ ra đi. Ôi trời ơi, cái thằng này có phải là biến thái không vậy ta? Hôm qua em ra ngoài với gậy ba khúc sao? Sao không nói cho anh biết vậy? Em cứ tưởng là anh theo dõi em chứ.
Hèn chi em thấy im lặng quá trời luôn á. Cái thằng đó có làm trò gì kỳ cục đối với em không? Làm gì chứ. Anh thấy hắn không được bình thường đó. Em thấy bình thường mà. Khác với vẻ bề ngoài, anh ấy không nói dối. Ngoài ra còn có rất nhiều điểm yếu đuối nữa. Sao tự nhiên em lại bên hắn ta vậy hả? Là chủ nhân của em nên tất nhiên em phải bên anh ta rồi. Chủ nhân của em là anh đây. Trời, đúng là bó tay. Anh tỉnh lại giúp em đi, Achiba đang ở đây nè. Dù sao thì mai mốt em đừng đi theo hắn ta nữa, cũng không được tự tiện vào phòng ngủ nữa. Sao anh ta sợ dù người em cứ đứng yên vậy hả? Sao tự nhiên em bị chửi vì mấy chuyện dớ dẫn này được chứ? Chỉ tiêm thuốc thôi, anh tưởng tượng gì vậy? Đúng rồi, vụ tiêm đó em tưởng mình là nhân viên cứu hộ hả? Sao lại tiêm ở chỗ đó chứ? Nếu bị dị ứng nặng thì cũng có thể bị sốc đó, cho nên em mới được khen vì đã làm như vậy. Bây giờ thì chuyện đó không phải là vấn đề đâu, thưa giáo sư. Dạ, thưa phó chủ tịch. Anh đội trưởng đó là anh của em hả? Ô trời ơi, em cũng muốn kêu trời lắm đi nè. Nếu anh em mà biết em làm thêm việc này hả, chắc là anh ấy bị ngất xỉu, bởi vì anh ấy nhát gan dữ lắm. Anh giúp em đừng để bị phát hiện ra nha. Tôi sẽ hack camera, khi anh ta đến thì sẽ thấy ngay. Ồ, may quá đi. Nhưng mà chị Pai đi đâu rồi hả? Em phải cởi áo nịt ngực ra mà. Cái gì đây? Chú kêu chúng tôi sơn cái này đó hả? Toàn bộ chỗ này sao? Không phải đâu, phải sơn hết tất cả chỗ này, hết đoạn kia và sơn 3 lần thì mới có tác dụng chống thấm được. Mong mọi người cố gắng hết sức. Đều sống cùng một nhà nên mọi người cứ nghĩ là nhà của mình, rồi sơn cho kỹ hết nha. Lão quản gia đáng ghét thiệt. Vụ sơn này hai người tự lo đi nha. Chú ơi, chú ơi, tôi có việc cho nên... À đúng rồi, việc sơn phía bên đó thì giao cho hai cậu bạn kia kìa. Còn cô, tiến sĩ xinh đẹp thì phải giúp đỡ tôi đó nha. À, cái kho ở đằng kia đó, tôi không biết là có lý do gì nữa mà ở đó lại không có điện. À, vì nhà đã quá cũ rồi nên có quá nhiều nơi cần phải chỉnh sửa lại. Nhưng mà bây giờ thì có quá nhiều bạn trẻ vào sống chung với nhà tôi. À, nên tôi cảm thấy rất là mừng đó. Dạ đi, đi. À. Dạ, tôi có cảm giác như cánh cửa địa ngục đang mở ra với chúng ta vậy. Máy X-quang xuyên thấu. Không phải sao máy X-quang xuyên thấu, sao tôi mới hốc tên. Ôi trời ơi, trời ơi. Em cứ cởi ra đi. Anh nói gì vậy? Cái này sao mà tự cởi được? Hay là để anh giúp em? Đừng nhìn, quay đầu đi chỗ khác đi. Không nhìn đâu mà, không có nhìn đâu. Hả? Gì vậy, anh quay đầu đi chỗ anh khác đi. Anh biết rồi, không có nhìn đâu mà. Dán lại giúp cho còn la nữa. Bộ còn lâu lắm hả? Em đừng có hiểu lầm nha. Bây giờ anh với em không còn là con gái. Tối em quay lại ha. Ngại quá đi mất.